giọt mưa tan tan mưa mùa đau tiếng chiếc người đi buồn che đôi mắt. Cho mấy bạn về làm live show nha mấy bạn nha. À, cái này phân khúc là khủng long nha, ba bát nha mấy bạn ơi. Thêm một cái súp 50 con trăm từ 220 ở giữa nha. Hai bên này là hai bát 40 ha. Con 76 từ 190. Và thêm một cặp phum 30 trên đây nha mấy bạn ha. Cặp phum 30 cũng con 76 từ 190, hai chép. Hai chép 450 cho anh em nha. Và đặc biệt là cái hồng chép vẫn là quyền thoại nha. Cái hồng chép quyền thoại bên mình luôn. 850 ha. Một cái này là một cục đẩy 4 kinh nha các bạn, hàng cao cấp cho anh em. Và một cái Metro Sen và một cái van, nói chung là van này van mẫu mới luôn nha các bạn nha. Van cơ mẫu mới cao cấp luôn cho anh em nha. Và một cái quản lý nguồn điện ok cho anh em nha. Nói chung là cái phân khúc này về mấy bạn cho thuê là rất là ok luôn. Và gia đình mình nếu mà có khả năng thì nó không gian rộng thì rất là chất lượng luôn nha mấy bạn ơi. Cực kỳ luôn. Khi mà setup giao tận nhà cho mấy bạn không, setup là bên nhân viên mình sẽ đóng lại. Đó, cho mấy bạn là chỉ có mở lên kết nối và hát thôi ha. Đi bên công ty mình đi 4 cái bánh xe cho mình luôn. 4 cái bánh xe cực kỳ chắc chắn cao cấp cho mấy bạn nha. Cho mấy bạn đẩy trên ngoài sân và ngoài nhà đồ rất là ok luôn nha mấy bạn. Ok anh em nha. Okay.